Xin chào các bạn yêu may vá ạ. Trong chương trình chia sẻ với Trương ngày hôm nay, mình giới thiệu cho các bạn một cái cách để mà các bạn có thể lót được cái ebook về cách may tập 2. Đầu tiên nhất là các bạn sẽ vào trong cái Facebook của mình, bạn gõ chữ tìm kiếm là Tissue Shop. Các bạn chờ khoảng 3 giây, sau đó là sẽ ra cái trang fanpage này. Thì trong trang fanpage này các bạn kéo xuống cái phần bài viết. Hiện tại mình đang có cái bài viết là chào các bạn yêu may vá, và có cái phần chia sẻ về cái phần ebook tập 2, những cái bài viết từ những cái bài vẽ từ số 200 đến số 400 trong những cái clip trên kênh YouTube. Thì các bạn có thể click vào trong cái kênh YouTube này để các bạn vừa xem cái bài vẽ và vừa xem cái clip, thì các bạn sẽ thực hiện dễ hơn. Và cái cách nhận được sách là các bạn hãy comment số 2 để nhận sách miễn phí từ Học May Vá tại nhà. Đầu tiên là các bạn sẽ comment cái số 2 vào đây, các bạn gõ OK, Enter. Sau đó là các bạn vào cái mục tin nhắn là ở trong này. Đây có hai cái tin nhắn trả lời tự động đến với các bạn là chào bạn, Tissue tặng cho bạn cuốn ebook này, các bạn đồng ý hãy gọi yes nhé, thì các bạn gõ một chữ yes vào đây. Sau đó là sau khi mà bỏ chữ yes, gõ chữ yes thì các bạn sẽ có cái phần bấm link để lót sách về, thì các bạn bấm vào trong cái link này. Các bạn chờ một chút để tải link ha. Thì đây là cái file PDF sách mà mình scan cho các bạn. Thì ở trong này có tổng cộng là 160 trang. Có 160 trang thì khi các bạn mở lên các bạn chờ nó chạy hết về số 160, sau đó các bạn hãy bấm vào cái nút in. In này để các bạn in ra, hoặc các bạn bấm vào cái nút mũi tên tải xuống này để các bạn lưu về trên máy tính để các bạn xem. Thì đây là cái phần sách mà mình muốn chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn lót về và in ra. Sau đó là các bạn vào lại trong cái trang Facebook. Thì tin nhắn thứ hai là mình trả lời cho các bạn đó là bạn đã nhận được sách chưa, nếu nhận rồi thì bạn ra fanpage comment là đã nhận để mình biết nhé, và tất thêm vài người bạn nữa để cùng nhận. Thì bạn ra đây bạn ghi là mình đã nhận được rồi, cảm ơn bạn. Sau đó là bạn tag tên một số các người bạn mà bạn có thể biết, hoặc là thân, để cho những người bạn của mình có thể là nhận được những cuốn sách này. Đây là mình tag một số cái người bạn ha, để mà vào xin xem. Thì những cái người bạn này sau khi mình tap vào á thì họ sẽ biết được là có cái thông tin tặng sách miễn phí này, thì bạn sẽ đi vào đây để log về thì có được cái phần quà tặng giống như các bạn. Và cái phần thứ ba nữa là mình muốn gửi cho các bạn là bạn nhớ đăng ký kênh YouTube để tạo giao lưu trực tiếp vào lúc 11:30 hàng ngày, và mỗi ngày mình chia sẻ 3 mẫu mới trên kênh. Hãy đăng clip vào trong cái link và bấm vào cái chuông. Thì các bạn vào trong cái YouTube này nè, các bạn gõ chữ là Tissue Shop, đây cái đầu tiên đây, các bạn gõ có dấu cách ra ha. Này là cái kênh Tissue Shop của mình, thì các bạn click vào trong này. Click vào, khi bạn nhìn thấy cái này có chữ subscribe nè, nếu như bạn chưa đăng ký kênh là bạn bấm vào phần này, bấm vào để đăng ký kênh. Thì khi mà bạn đăng ký thì mỗi lần mình phát trực tiếp thì sẽ gửi cái phần thông báo về cho các bạn, bạn sẽ cùng giao lưu trực tiếp với mình. Các bạn chờ một chút, cái máy nó hơi chậm. Rồi thì sau khi mà chúng ta tìm được cái trang này rồi thì các bạn click vào đây. Sau đó mình chọn vào mục video. Bởi vì cái bộ sách này á,
cái bộ sách này thì nó đi cùng với lại những cái bài vẽ ở trên kênh YouTube này, cho nên là để mà các bạn xem được mà rõ cái những cái bài mình vẽ thì các bạn sẽ vừa xem sách và vừa xem clip thì các bạn sẽ vẽ được tốt hơn. Thì ở trong này hiện nay đang có là 417 bài. Các bạn sẽ xem bắt đầu từ mẫu số 200 ha. Còn cái tập 1 là từ số 1 đến số 200, tập 2 là từ 200 đến 400. Thì các bạn vừa đọc cái tài liệu và vừa tìm cái số mà mình đánh số thứ tự. Mình ví dụ đây, các bạn mở ra cái phần bài này có cái số thứ tự. Có một số bài mà có số thứ tự để mình coi bài số mấy. Máy mình chạy hơi chậm cho nên là đây, ví dụ như số 214 nè. Hoặc là mình sẽ kéo xuống cái phần cuối cùng, cái số gần đây nhất để mình tìm cho nó nhanh. À, máy chưa load về hết thì thôi bây giờ chúng ta sẽ kéo lên lại ở cái số 214 ha. Đây là số 214 nè. Thì cái bài mà đánh số 214 này thì các bạn qua kênh YouTube này, các bạn sẽ tìm bài 214 để bạn xem. Bạn kéo phần này xuống. Không thì bạn vào trong cái tìm kiếm này. Bạn gõ 214. Thì đây, đây là cái mẫu 214 mà mình chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn vừa xem cái bài thiết kế là 214 và các bạn sẽ có luôn cái clip bên này. Thì các bạn vừa coi clip vừa coi bài bản vẽ tay thì các bạn sẽ thực hiện được tốt hơn. Các bạn nhớ bấm subscribe kênh và bấm vào cái chuông để mỗi lần mà mình chia sẻ cái phần gì đó mà các bạn có thể là giao lưu trực tiếp với mình. Và điều đặc biệt là mình sẽ đánh số thứ tự từ số 1 đến hiện tại là số 417. Thì các bạn coi ở bài nào có đánh số thì các bạn vào cái mục cái lúc này các bạn gõ con số. Bạn gõ con số thì nó sẽ ra được cái bài. Các bạn nhớ nhé, gõ số thì ra được bài. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn là cách các bạn load một cuốn sách về và cách xem cuốn sách này kèm với clip trên kênh YouTube như thế nào. Thì các bạn nhớ thực hiện và nhớ subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong cái chương trình ngày mai.